Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 20 tháng 10 thì ông Prabowo Subianto đã chính thức tuyên thệ để trở thành tổng thống mới của Indonesia. Tân tổng thống Prabowo với những cam kết và chính sách đề ra sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế của Indonesia? Sau đây là một số phân tích của các chuyên gia. Có nhiều điểm tích cực có thể nhận thấy ở chính quyền tân tổng thống Prabowo Subianto. Trước hết là ông cam kết tiếp tục các chính sách lớn của chính quyền tiền nhiệm, trong đó có các dự án hạ tầng lớn như phát triển thủ đô mới Nusantara. Việc tiếp tục duy trì đa số thành phần nội các của cựu tổng thống Jokowi, trong đó có Bộ trưởng Tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh ổn định của Indonesia. Phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tin tưởng chính phủ mới sẽ tiếp tục tất cả các chính sách lớn. Và nếu chúng ta nhìn sang góc độ người dân, họ tin rằng tân tổng thống sẽ đưa Indonesia phát triển hơn. Tổng thống Prabowo cho thấy chút khác biệt khi chú trọng hơn vào phát triển nguồn lực con người, thể hiện qua cam kết về kế hoạch trị giá 28 tỷ đô la Mỹ để cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em đi học và phụ nữ mang thai trên toàn quốc. Sẽ có những cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm các chương trình như bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, phát triển trường học chất lượng cao và kiểm tra sức khỏe miễn phí. Đây sẽ trở thành dấu ấn của chính phủ mới, tập trung nhiều hơn vào phát triển nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, thách thức đặt ra với Tổng thống Prabowo không hề nhỏ khi ông phải điều hành nội các có quy mô lớn hơn trước và biến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 8% thành hiện thực. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7-8% sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, trong khi mức tăng trưởng kinh tế hiện tại của Indonesia ở mức vừa phải, khoảng 5%. Thách thức lớn với Tổng thống là đảm bảo rằng nội các mới hoạt động vững mạnh và hiệu quả. Một thách thức không nhỏ nữa là làm thế nào để tìm được nguồn vốn cho rất nhiều chương trình lớn mà Tổng thống đề xuất cũng như cho các chương trình tiếp nối của chính quyền tiền nhiệm. Cũng theo các chuyên gia, chính phủ mới cần biến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% thành nhiều việc làm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, từ đó thúc đẩy bình đẳng xã hội, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Indonesia. Hiếu Hưng, thường trú Việt Nam, tại ASEAN.